Vâng, kính thưa quý vị, một trái tim lớn vừa ngừng đập. Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn thể hiện rõ nhất phẩm chất cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người luôn kiên định quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn luôn xúc động khi nhắc đến tấm gương đạo đức và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà văn Nguyễn Đình Thi có viết một câu: trên ngực áo này không một tấm huân chương, nhưng dưới làn áo mỏng này có một trái tim sâu sắc lắm. Còn nhà thơ Tố Hữu thì đã có rất nhiều bài viết về Bác Hồ, và tôi rất thích cái câu: mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, tôi vẫn hay nói như vậy. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tất cả vì sự nghiệp chung, đấy mới là người cộng sản chân chính. Và ngày hôm nay, trái tim của người cộng sản chân chính Nguyễn Phú Trọng đã ngừng đập. Phải nói rằng là cả cuộc đời sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đây là một cái cuộc đời mà được là toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân rất kính trọng. Một cán bộ là đủ cả phẩm chất, tài năng, đức độ và uy tín. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, là người lãnh đạo mẫu mực, trong sáng, có tâm, có tầm, được sự kính trọng, có uy tín cao trong đảng, trong dân và cộng đồng quốc tế. Đây thật sự là một tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, về tình cảm, về phẩm chất của người đảng viên cộng sản, trọn đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Những thời điểm quan trọng nhất, kể cả đối nội và đối ngoại, kể cả những về quyết sách, những đề lớn của đất nước ta, thì đều có cái tiếng nói của Tổng Bí thư. Điều này rất quan trọng. Thì người ta không cảm thấy sự hững hụt, mặc dầu sức khỏe có giảm đi. Cái thứ hai quan trọng hơn, tức là cái tư tưởng, cái sức mạnh tinh thần, cái tác động về mặt trí tuệ của Tổng Bí thư đối với đời sống xã hội vẫn còn là một tác dụng rất sâu sắc. Cái điều đó hết sức quan trọng, vì đó là vai trò và cái uy tín của người lãnh đạo mà nó tác động đến đời sống xã hội. Đối với tôi, chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo rất là bản lĩnh, rất là trí tuệ, và về phẩm chất đạo đức con người mình thấy rất là kính trọng chí Tổng Bí thư. Và đây chí là một nhà lãnh đạo có uy tín cả về mặt có tâm. Nếu nói ấn tượng nhất thì đây là ấn tượng về con người. Ông là một con người, có thể nói là một con người viết hoa, rất sâu sắc, rất chan hòa, rất khiêm tốn, rất giản dị và rất gần với mọi người. Nhưng ở trong con người ấy lại có một cái khát vọng rất đặc biệt, là khát vọng xây dựng một đảng cầm quyền, xây dựng một dân tộc, một đất nước phát triển. Đấy là tấm gương, có thể nói là tấm gương về nhiều mặt. Đấy là tấm gương về một con người thật bình dị nhưng cũng thật xuất sắc. Đảm nhiệm vai trò người đứng đầu đảng ta từ Đại hội Đảng lần thứ 11 đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp xuất sắc trong lịch sử hơn 94 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nắm vững tay chèo cho đảng đi theo con đường chính nghĩa, con đường chính trực, con đường của Bác Hồ, nắm vững trở lại đạo của đảng. Trước hết là vai trò của Tổng Bí thư, vấn đề xây dựng đảng là số một mà đồng chí Tổng Bí thư quan tâm, vừa xây dựng phát huy cái mặt này trong sạch, nhưng vấn đề kiên quyết chống biến chất, thoái hóa, tham nhũng,
có thể nói rằng đây là một cái sự thành công mà có thể nói là toàn đảng toàn dân người ta rất niềm tin. Ta là có một câu kết luận rằng chưa bao giờ vị thế của đất nước chúng ta có một vị thế như hôm nay. Thì cái đó không phải là ở đâu ra, vai trò lãnh đạo của đảng, sự thực sự sức mạnh của nhân dân và trước hết là quy tụ của người đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư. Cùng với những đóng góp xuất sắc vào kho tàng lý luận của đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều dấu ấn trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, với chế độ. Cái lò nó đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy, củi khô là cháy trước rồi dần dần là cả lò phải nó nhóm lên. Tất cả các cơ quan vào cuộc, ra đứng ngoài đâu. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước luôn nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự nêu gương, là đạo đức cách mạng, là sự cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư như Bác Hồ đã dạy, gắn liền với thực tiễn, gắn liền với những quyết định, những mục tiêu chiến lược chung của đảng, với những vấn đề của cuộc sống của nhân dân. Cùng với đó là sự khiêm tốn, giản dị, biết lắng nghe, biết vận dụng. Cách đây hơn một tháng, tại cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi những yêu cầu các cấp, các ngành tập trung làm tốt công việc để chuẩn bị chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tận tâm, tận hiến vì Tổ quốc, vì Đảng, vì nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.